Chào các bạn. Khi mà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng thì Hoàng Duy Hùng tắt đài. Nhưng mà không phải, Hoàng Duy Hùng nín thôi. Hoàng Duy Hùng nói rằng là Hoàng Duy Hùng không nói không có nghĩa là sợ, mà khinh thường cái người điên, cho nên ông ta không thèm nói. Nhưng mà cuối cùng ông ta quốc liên tục từ bữa đến giờ, từ ngày Chủ nhật đến giờ tôi đếm tới 4 video rồi các bạn. 4 cái video luôn, tơi tả luôn. Chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ nói các bạn đề tài Hoàng Duy Hùng và Nguyễn Phương Hằng. Hoàng Duy Hùng quốc, Nguyễn Phương Hằng tơi tả. Mà bây giờ các bạn, tại vì các bạn biết Hoàng Duy Hùng là một luật sư, cho nên là ông ta gán ghép cho Nguyễn Phương Hằng đầy tội lỗi. Nó liên quan đến chính quyền mới ghê chứ. Tôi nói đụng ai, đụng mấy luật sư này rất rối lắm. Chuyện con kiến nó biến thành chuyện con voi. Tôi đưa các bạn nghe một vài đoạn mà Hoàng Duy Hùng nói cái gì. Ví dụ như là Hoàng Duy Hùng gán ghép Nguyễn Phương Hằng là cái chuyện là bao che cho đảng Việt Tân. Trời ơi ghê không? Bao che cho đảng Việt Tân. Kinh hồn vậy đó. Mà cái tội bao che cho đảng Việt Tân tức là bao che cho khủng bố. Tội không hề nhẹ. Pháp luật Việt Nam bao nhiêu năm tù tôi không biết, các bạn tìm đến tôi cả. Tội không hề nhẹ. Và thứ hai nữa là Nguyễn Phương Hằng chống chính sách của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trời là trời, mẹ kiểu này chết mẹ rồi. Kiểu này là Nguyễn Phương Hằng là đi Đức đấy chứ nữa. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi sẽ để các bạn nghe. Tôi đưa audio cho các bạn nghe Nguyễn Hoàng Duy Hùng nói gì. Chờ tôi chút nha. Bây giờ các bạn này, chờ tôi bỏ lên xe cái đã. Đây là toàn bộ cái số hàng mà tôi đóng. Tôi và Hala Shop đóng khi sáng, bây giờ trưa nay là phải đi gửi bưu điện để giao cho khán giả. Đây là toàn bộ những khán giả đặt hàng ở hanashop.me. Có những khán giả là mới đặt cũng có. Đặt ít thôi, ví dụ như đặt bao này. Đặt hộp gì rất là nhỏ này. Rất là ít, ba quả đông trùng hạ thảo này, vân vân. Nhưng mà có nhiều khán giả đặt rất là nhiều. Ví dụ cả cái thùng này này. Rất là nhiều các bạn. Nhiều lắm. Trả cái hộp này nhiều lắm các bạn. Các bạn chờ tôi chút nha. Trời ơi lẫn nặng. Sáng nay quay đang xăm cho nên nó yếu. Đây là các bạn này, đây. Trời ơi là nhiều này. Trời nhiều quá. Rất là cảm ơn khán giả. Cảm ơn rất là nhiều khán giả đặt hàng tại hanashop.me để ủng hộ cho Phiêu Đồng. Rất cảm ơn. Đây. Như hồi nãy tôi nói các bạn là Hoàng Duy Hùng rồi ghép tội với Nguyễn Phương Hằng nó liên quan đến chính quyền. Ví dụ như là bố ráp, anh ta dùng cái từ gọi là bố ráp che giấu tội phạm, che giấu khủng bố ở Đại Nam và chống chính sách của đảng và nhà nước. Ghê chưa? Điện thoại. Để tôi mở ra các bạn nghe coi nó có đúng không nha. Ngày hôm nay trời lạnh lạnh nhưng mà trời nắng rất đẹp các bạn. Tôi đưa các bạn nghe nha. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Cái này nói có sách mắc có chứng, chứ không phải như sách với chứng như Ngô Kỷ, sách tò lo chứng xì bợp ha. Bạn nghe nha, để tôi mở âm thanh lên. Ok, bây giờ tôi nhắc lại các bạn này. Nguyễn Phương Hằng nói là tổ chức đảng Việt Tân cử một người phụ nữ đi gặp Nguyễn Phương Hằng để mà bàn chuyện với nhau. Điện Nguyễn Phương Hằng mà ra ngoài gặp Sư Thích Minh Tuệ để fan hai bên, tức là fan Sư Thích Minh Tuệ, fan Nguyễn Phương Hằng gặp nhau xong đứng lên lật đổ chính quyền.
Nhưng mà Hoàng Duy Hùng nói cái người phụ nữ này không phải Đặng Việt Tân. Không phải. Đó cái chiếc thứ hai là nếu mà Đặng Việt Tân tại sao không bắt giữ để báo cảnh sát, mà bây giờ bà ta đi đâu rồi? Như vậy là Nguyễn Phương Hằng cố tình bố ráp che giấu tội phạm. Mà các bạn biết ở Việt Nam đó nha, Đặng Việt Tân người ta liệt kê vô là cái tổ chức khủng bố. À, thì cái ba mà gọi là ba Việt Tân là thành viên của Đặng Việt Tân, nhưng mà Nguyễn Phương Hằng là không giữ lại, không giữ lại để báo cảnh sát, để báo công an. Bây giờ bà đi đâu cũng biết nữa. Thì rõ ràng Nguyễn Phương Hằng đang che giấu tội phạm và cả công ty Đại Nam đang che giấu tội phạm, che giấu khủng bố. Tội này nặng lắm nha. Mời các bạn nghe. Chuyện đó là chuyện hoang tưởng. Và tôi đã lập luận như vậy các bạn. Một cái người mà thuộc Đảng Việt Tân, một cái người mà thuộc thành viên của bạn, của cái tổ chức khủng bố, thì không thể gọi điện thoại cho Nguyễn Phương Hằng mà đi từ cổng Đại Nam nè, mà đi vô sâu gặp Nguyễn Phương Hằng là điều rất vô lý. Chứng tỏ đây là người quen, người quen của bà. Nhìn ra được đây là một sự lương lẹo lưu manh của bà Nguyễn Phương Hằng. Tôi khẳng định điều đó. Mà con người của tôi đã nhìn ra được, tôi thẳng thắn nói điều đó. Hoàng Duy Hùng khẳng định Nguyễn Phương Hằng là một người lương lẹo, một người lương lẹo. ghê chưa? Các bạn nghe tiếp nha. Đó là người phụ nữ không phải là Việt Tân, mà là một người phụ nữ già khốn khổ. Bà Nguyễn Phương Hằng nếu là người tốt thì không nên lợi dụng như thế. Lợi dụng một người phụ nữ khốn khổ như vậy thì là một điều trái với lương tri con người. Đó là quan điểm của tôi. Như vậy đầu tiên là Hoàng Duy Hùng cáo buộc là Nguyễn Phương Hằng lợi dụng một cái bà già nghèo khổ là trái với lương tri con người. À, cái này nặng lời các bạn. Tại vì Nguyễn Phương Hằng á, từng coi như tự ca ngợi mình á, tôi và Dũng, anh Dũng Lò Vôi á, là giúp người, là mổ tim, là nhân đạo, là thương dân. Nhưng mà rõ ràng sử dụng một người phụ nữ già thế này mà gán ghép cho họ cái bà Việt Tân này là trái với lương tâm con người. Chưa thấy các bạn nghe là nghe cái đoạn này mới ghê nè. Như vậy là Hoàng Duy Hùng cáo buộc Nguyễn Phương Hằng và cái tổ chức Đại Nam gọi là bao che cho khủng bố, bao toa rập, ông dùng cái từ là toa rập bao che cho khủng bố. Tội này nặng ghê lắm các bạn, tội này nặng lắm, Nguyễn Phương Hằng tiêu rồi, tiêu chắc luôn rồi. Đó là vấn đề thứ nhất các bạn nha. Qua vấn nghe vấn đề thứ hai này. Trương Hòa Hợp Dân Tộc nên là Đảng và Nhà nước cổ suý cho nghị quyết 36 mà tôi nghe theo tiếng gọi của nghị quyết 36 tôi trở về với tổ quốc. Vậy thì hôm qua livestream của bà cáo buộc tôi nào là thủ lĩnh cách mạng trắng rồi âm mưu lật đổ nhà nước rồi xấu xa lắm, thì bà đâu có phải là sỉ nhục tôi, mà bà sỉ nhục vào nghị quyết 36, sỉ nhục vào các cơ quan chức năng đã thi hành nghị quyết 36 mời gọi tôi về với tổ quốc Việt Nam. Nghe chưa? Như vậy Hoàng Duy Hùng cáo buộc Nguyễn Phương Hằng là sỉ nhục nghị quyết 36, sỉ nhục Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam gì nữa. Kiểu này là chết mẹ Nguyễn Phương Hằng rồi. Đối với luật sư đâu không lại đâu.
Nguyễn Phương Hằng muốn đấu lại á là phải tìm luật sư, mà phải ba bốn ông luật sư kia mới đấu lại luật sư Hoàng Duy Hùng. Chết mẹ mày chứ, bây giờ quy vào cái tội là sỉ nhục, cái 36 sỉ nhục đảng và nhà nước. Còn trước đó nữa là gì, bố ráp và chứa chấp tội phạm, chứa chấp khủng bố. Chết mẹ mày rồi. Chuyện này Nguyễn Phương Hằng là toi rồi, phải thuê luật sư đấy nha. Còn đối với Hoàng Duy Hùng, đối với luật sư Hoàng Duy Hùng đó không lại đâu. Thôi bây giờ tôi phải đi kiếm ăn các bạn. Rất là cảm ơn những khán giả đã ủng hộ Phiêu Đồng, rất là cảm ơn, bằng cách đặt hàng sản phẩm sức khỏe tại hanashop.me. Có nhiều bạn hỏi của hanashop.me bán cái gì mà Phiêu Đồng cứ chở chở đi miết vậy. Hanashop.me bán rất là nhiều sản phẩm sức khỏe nhập từ Đại Hàn, chủ yếu là Đại Hàn Nhật Bản có ít thôi các bạn. Ví dụ như các loại sâm, ví dụ như các loại trà, ví dụ như những cái sản phẩm bồi bổ sức khỏe, những cái sản phẩm mà hỗ trợ sức khỏe, hỗ trợ tim gan phèo phổi vân vân, kể cả những cái sản phẩm dành cho phụ nữ, ví dụ như là để mà dùng make up ấy nè, kem trắng da đâu nhiều lắm, và kể những sản phẩm của trẻ em, mà kể sản phẩm của đàn ông, sản phẩm riêng của đàn ông rất nhiều nha. Các bạn cứ vào hanashop.me hoặc là điện thoại là 778-536-1897 để hanashop tư vấn cho các bạn. Bây giờ các bạn ủng hộ Phiêu Đồng chỉ bằng cách đặt hàng tại hanashop.me mà thôi. Chứ còn kênh tôi các bạn thấy là không có quảng cáo, bị cắt 2 năm nữa rồi, gọi là cắt cơm Phiêu Đồng 2 năm nữa rồi. Bây giờ các bạn muốn ủng hộ tôi là chỉ bằng cách mua sản phẩm sức khỏe của Đại Hàn tại hanashop.me. Và rất là cảm ơn những khán giả đã ủng hộ Phiêu Đồng. Và những khán giả nào mà chưa ủng hộ thì sau cái video này hãy vào hanashop.me để lựa chọn cho mình cái sản phẩm phù hợp, hoặc là cái gọi điện thoại ngay số 778-536-1897 để Hanashop tư vấn cho các bạn. Các bạn mua ít cũng được, không cần mua nhiều. Ví dụ như là có khán giả mua ví dụ 3 gói Đông Trùng Hà Thảo, chỉ đơn giản vậy thôi, mua thử mà các bạn, không sao hết. Các bạn có dùng thử đi, và tôi hy vọng rằng khi các bạn dùng thử thì các bạn sẽ rất hài lòng với cái chất lượng sản phẩm nhập trực tiếp từ Đại Hàn về Canada. Kiểm tra rất chặt chẽ các bạn, bao giờ mà hàng tầm bậy tầm bạ, hàng tàu lao xịt bực không bao giờ lọt vô Canada được. Ở Việt Nam thì người ta chở đường bộ từ Trung Quốc qua, cái bên này là no way. Thứ hai nữa, giá cả Hanashop bán rất phải chăng, rẻ thì không thể rẻ được, rất phải chăng, tức là bán luôn luôn thấp hơn giá khuyến nghị của hãng và khả năng cạnh tranh rất cao. Và đặc biệt Hanashop phục vụ cho khán giả một cách tận tình chu đáo, so với ai không dám, cho so với VinFast ăn đứt. Nói về cho bò đỏ nó tức. Cảm ơn nha. Khán giả là chưa ủng hộ thì ngay bây giờ vào hanashop.me hoặc là điện thoại 778-536-1897 để ủng hộ Phiêu Đồng. Thank you very much. Bây giờ Phiêu Đồng á là phải đi kiếm cơm, tức là phải làm shipper, phải làm shipper đi chở hàng để một ngày được 3 bữa cơm và 3 chai nước. Tôi là số tôi không có giàu được các bạn, cho nên chừng nó đủ rồi. Nhưng mà tôi biết khán giả tôi là khá lắm nha, khán giả tôi giàu lắm, tôi biết hết á. Nhiều tiền để làm gì các bạn, nhiều tiền để làm gì, hãy bồi bổ sức khỏe cho chính mình, chính là giúp cho gia đình mình, giúp vợ, giúp con, giúp chồng mình, và chính là giúp mình nữa, đau ốm khổ đó các bạn. Mà mua cái sản phẩm sức khỏe này hết bao nhiêu tiền hết á, không bao nhiêu tiền nha. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ tôi phải đi kiếm ăn thôi, bò đỏ nó kêu. Mày là shipper mà mày đặt ngồi nói chuyện với đại tỷ phú Nguyễn Phương Hằng á, thôi bây giờ mình quay lại hiện tại đi làm ăn cái đã. Thank you. Bye bye. Bây giờ tôi phải bưng vô bưu điện các bạn. Đây là hàng mua thử và mua thiệt. Mua thử tức là mua ít, mua thiệt tức là mua nhiều, tôi trộn vào đây luôn. Cho nó gọn. Bấm cánh cửa đi vô. Để đây. Ngày hôm nay trời đẹp quá các bạn, nhưng mà hơi lạnh nha. Đây là khách hàng mua thiệt, có nghĩa là trước đây mua thử rồi, bây giờ mua thiệt. Tập kết ở đây còn 2 cái box lớn.
Trời, hai cái này nặng lắm đấy nha. Chắc là cao đây.